Vâng, Thụy Vân và thưa quý vị khán giả, mưa ở Nam Bộ hôm nay sẽ nhiều hơn so với hôm qua. Dấu hiệu là ngay từ sáng nay, mây ẩm đã che phủ nhiều tỉnh thành, thậm chí là thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An, An Giang còn có mưa dông. Dự báo là mưa sẽ còn xuất hiện ở các nơi khác của Nam Bộ trong chiều và tối nay. Trời mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to tới cả 100 mm. Nguy cơ cao xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu. Mưa dồn dập trong 1 đến 2 tiếng có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp. Đây cũng là khu vực dễ xuất hiện gió giật, sấm sét kèm theo cơn dông. Trong đó thì gió giật là hiện tượng diễn ra rất nhanh, trung bình chỉ từ 5 đến 30 phút nhưng mà gây nhiều thiệt hại. Với gió giật cấp 5, cấp 6 quý vị sẽ khó mà di chuyển ngược chiều gió. Nếu gió tăng tốc đột ngột và mạnh lên cấp 7, cấp 8, cây cối có thể bị quật đảo theo nhiều hướng và gãy đổ. Mái tôn, biển hiệu cũng bị thổi tung, đe dọa đến tính mạng. Vì thế, khi thấy mây đen kéo đến, tốt hơn hết là quý vị nên trú tránh ở nhà kiên cố. Thời điểm thành phố Hồ Chí Minh có mưa là khoảng 2 giờ chiều nay, còn trước đó khu vực này sẽ nhiều mây, nắng yếu, thời tiết dịu dịu với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 30 độ. Ở phía Bắc, thủ đô Hà Nội trưa và chiều nay dự báo sẽ tiếp tục mỏng mây và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 38 độ. Kết hợp với độ ẩm luôn trên 56%, ngay cả ở trong nhà quý vị cũng cảm thấy nóng bức. Còn khoảng 10 giờ đêm nay đến 4 giờ sáng mai, dự báo Hà Nội sẽ chuyển mưa dông với xác suất mưa khá cao lên tới 75%. Cục bộ có điểm mưa to, quý vị cần đề phòng gió giật và sấm sét nguy hiểm đi kèm. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.